Tài là mình đây. Sau này các bạn ơi, xin chào tất cả các bạn một buổi sáng bình yên ở quê mình nha. Sáng nay thì mình với làng bò sữa này các bạn thức rất là sớm luôn á. Tại vì anh chị của mình đó các bạn, sáng nay thì đi thu hoạch ổi rất là sớm luôn các bạn ơi. Thì mình cũng thức sớm để chuẩn bị phụ anh chị mình. Mình đi ra mình phụ mình tồn phá luôn các bạn ơi. Bò sữa thì sáng ngày hôm nay mình không có phụ được những công việc nặng nhọc, thì mình sẽ chế biến những cái bữa ăn để cho anh chị mình ăn nha các bạn. Bò sữa thấy thương quá, mình sẽ dẫn nó đi ruộng nha các bạn. Thì sáng ngày hôm nay mình sẽ làm một cái bữa ăn sáng để đem lên tới trên dãy cho anh chị mình ăn sáng luôn nha các bạn. Hôm nay mình làm món chạo ốc á, thì không biết là có ngon không nữa. Tại vì cái món này nè các bạn, là vô tình hôm bữa mình đi chợ các bạn, được mấy chị ở trong chợ bán cái món này nè, và phát hiện cho mình á, cho nên á là mình có ghé mình mua hai bịch rồi tặng cho mình thêm một bịch nữa, đó chính là món chạo ốc á các bạn. Thì cái món này nghe nó khá là lạ, tại vì bữa mình lướt ngang chợ mình thấy mấy chị bán á, thấy lạ quá à, cho nên mình mua thử là hai bịch rồi chị tặng thêm mình một bịch nữa là ba bịch đó các bạn. Thì sáng ngày hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ hấp cái mớ chảo ốc lên và đem lên ruộng chấm muối ớt siêu cay để ngủ anh chị mình ăn sáng nha các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ đi làm the và nặng đi ruộng hết mà sữa. Đây nè các bạn ơi, đây là số chảo ốc của mình mua được nè. Và đây là cái bịch mà chị tặng cho mình nè các bạn ơi. Cái chị ngoài chợ mình cũng không biết tên nữa, tại vì chị có coi video của mình và chị thích á, cho nên là vô tình mình mua được hai bịch rồi chị nhận ra, chị tặng cho thêm mình một bịch nữa nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ khui ra để mình hấp nha các bạn ơi. Phần bên trong nhìn thấy rất là ngon luôn nè. Đây các bạn ơi, phía bên trong cái chảo ốc là hình như mình thấy có núm mèo nè, ốc nè các bạn, rồi dừa sống với lại thịt nè. Rồi cái này người ta quấn vô cái cây sả các bạn. Giờ mình sẽ đem đi hấp nha. Rồi, nước nó sôi rồi các bạn ơi. Mình sẽ cho cái dĩ vô. Theo là cái gỗ hấp. Và tiếp theo mình sẽ cho chảo tôm vào. Chạy lại và chờ đợi. Đây các bạn ơi, anh hai mình đang thu hoạch ổi nè. Hôm nay là vụ thu hoạch ổi cuối cùng trong tuần này. Trời, trong tuần này. Còn một lần nữa mới cuối cùng. Trời ơi. Wow. Cái đợt này thì nó không có được to lắm các bạn ơi. Mấy cái to thì hái đợt đầu tiên hết rồi. Có nè chị. Hôm nay thì anh chị mình sẽ hái nha các bạn. Nguyên một vườn luôn nè. Buổi sáng ở quê mình thì rất là mát mẻ các bạn ơi. Trái này ngon quá vậy. Dạ nè. Ồ, trái này đảo quá các bạn. Thôi cho vô vỏ đi, đẹp quá à. Ê, quá trời luôn nè các bạn. Nhưng mà trái này chưa bẻ được nha. Đây, chị Bành Hiền đây. Sau một thời gian bán bánh thì chị Hiền cũng đã có kinh nghiệm đi trồng vườn. Ủa con này nó nói chuyện. Nói gì kỳ vậy anh hai?
Ý là chị Hiền thường ngày đi bán bánh không à, giờ cũng làm bác nông dân được rồi nè. Không, cô nông dân, bà nông dân. Ờ, lặt hết cây luôn rồi. Này vô mùa nó chín hết trơn rồi các bạn ơi. Bà chủ vườn trái cây. Trời ơi, bà chủ vườn gì hái mà phải dạch ra vậy? Ê, bên đây nữa nè. Bên đây nữa nè. Ở đây nữa nè chị Hiền. Chín không? Không biết chị nè. Chơi luôn. Chín thì cũng hái luôn. Nói chung là ổi cũng dễ ăn mà. Chín sống gì nó cũng ăn được hết á. Ổi này sức đi mà phải không anh? Ừ, ổi này đi ra vùng ngoài. Ra miền Bắc nha các bạn. Các bạn nào ăn ở Ruby thì ở miền ngoài, ở miền Bắc thì nhớ đến mấy anh em mình trồng ở Ruby ruột đỏ nha. Trời ơi, mới hái nhiêu đây cũng được nhiều quá nè. Quá trời luôn. Có một trái vậy. Quá trời các bạn ơi, đảo hồ. Trời ơi, ở đây nó nặng trĩu luôn nè. Chắc để nhánh rồi, phải hái lại. Quá trời luôn rồi. Ngộ lắm, có thiên hồi đi ngang qua cái chưa gãy cây hồi, chị đi ngược lại gãy mất tiền. Em đi cùng kinh đất. Đây nữa nè, đây nữa nè. Để đó, tập cái cây nhánh lên. Nó nói này chị. Mấy cái này đã vô. Đây là cái tay nè anh. Nè, các bạn coi. Trời ơi, đã. Đã chưa? Trốn đi. Nó quẩy rồi. Trời ơi, trời ơi, gớm rồi. Nó nè. Quá nhiều luôn. Nói gì mà tới bự quá là hái hay bị bụng cuốn. Hái một cái hư hao cái nhánh rồi. Để bỏ. Trời, cái này nhỏ mà có vỏ nha, quá trời trái luôn. Con ăn của em xong rồi kìa, anh chị chừng nào vô ăn vậy? Là hái hết rồi. Trời ơi, nhanh nha. Ok, vô chế biến là chưa là chín bài sáng. Trời ơi, vô chụp hình 7749 lần đi. Và đây các bạn ơi, cuối cùng á thì mình cũng đã chuẩn bị xong nè. Anh chị mình sớm giờ cũng vất vả các bạn ơi. Giờ cùng nhau thưởng thức món chảo tôm này nha. Không, nắng quá các bạn vậy? Ơi. Ơ lộn, chảo ốc, chảo ốc. Nhưng chảo ốc kìa hả? Đúng rồi. Em thôi anh chị ơi. Mầm mầm mầm. Mời các bạn nha, chấm với lại mớ cay. Okay. Thơm thơm. Cái này chắc có cay, trong đây là có ớt nè. Không biết nữa, mời các bạn nha. Mời các bạn. Đây, mời các bạn nghe. Chấm thử rồi. Ừ. Cái mùi nó lọc lạ quá. Trời ơi, cưỡng cái gì thấy chứ kìa, cái cọng xả thôi rồi. Ê, mỏng lét à? Ừ. Mỏng quá thôi. Cọng xả nó mới thơm nè. Ừ. Thơm dữ á. Mùi chả này kỳ quá ta, lạ ta. Tại vì chị biết không? Hả? Cái cọng xả bị đông đá gã ra. Dạ. Này mua đồ đông đá phải không? Dạ, đúng rồi. Hay. Cũng được chứ không ngon cho lắm các bạn ơi. Đúng không? Thơm. Thơm cũng được. Anh thấy nó lạ quá. Tại vì cái mùi xả không quen á. Chứ thôi mà. Mình thấy nó lạ quá các bạn. Ừ, trong đây nó cay nha. Ừ. Đây có nấm mèo rồi nè. Trời ơi, thấy nút luôn hả? Thôi bỏ nha. Ngọt, xả mà. Chứ đó mình ăn xả đông á sao? Ừ. Xả hả mà. Xả này nó dai. Đó là xả tươi mà. Anh ăn xả đông.
mua tươi về đông đá. Còn có lúc ăn sả khô vậy. Sả khô vinh từ Việt Nam qua. Nãy mình tưởng nó đầu nó bự lắm, bây giờ cắn mạnh vô. Ăn mấy cọng nhỏ. Ăn mấy cọng nhỏ là cái ruột nó xíu à. Thôi quá. Tiếp tục, chỗ này nước quá các bạn ơi. Mặc dù là mình hấp thôi mà. Nó được à. Ngọt quá. Tại vì giống đá là tự ra. Cái này chiên chắc nó sẽ ngon hơn đúng không? Nhưng mà cũng ngon. Ngon mà nó ăn. Ngọt mà. Thịt ngon ngay không? Về ớt luôn, phải gọt trước. Trong đây có ớt rồi. Chả ốc này cũng được. Thơm chảo đó. Ốc. Chảo hả? Chảo ốc không biết gọi sao là chảo ốc nữa. Giống như chảo quá, ăn giống như chảo. Mà đánh là như là nó dai hơn. Nó dai hơn. Dai hơn chả mình không? Nó thơm hơn. Em lên Google, em kiếm chảo ốc. Bây giờ chảo ốc à. Chảo lạ vậy. Ừ đó, đây là chảo á. Cái này món ăn của nước nào vậy? Việt Nam. Ngon mà. Ngon, nhưng mà tại em không quen cái mùi nó à. Hình như là núm gom, ủa núm mèo hả? Núm mèo. Trời, tự nhiên thấy thổi xong đói có ăn sẵn. Tuyệt vời. Mà ngộ lắm, ăn ngoài cũ gì là ngon á. Ăn ngoài đây là cái gì cũng ngon hết á. Mát mẻ ăn ngon. Ngon ha. Ngon, em thấy ngon. Tuyệt vời, mát mẻ ăn trời ơi đó. Em thấy nó lạ. Ê, ăn xong có dẫm cái này ra là mới ngủ không chứ. Hôm nay được ngủ trưa ở đây à? Không rồi đi. Tính nói ổi cho mình về mà có đồ ăn rồi. Ở đây luôn đi. Hái xong rồi. Ăn xong rồi hái. Xong rồi ngủ luôn. Ngủ rồi luôn. Mà giờ này nắng hơi mệt ha. Đừng nghiên cứu chỗ nằm. Nằm lên nè. Chạy mấy ngày rồi nè. Trời ơi giờ này mà vô cái chòi đó đó ha. Trời ơi. Cái đó mà đem con cá để ở đó anh chín luôn. Ê phơi khô đi được á, phơi khô kinh ngủ không có gùi nữa. Gùi á. Con nào sống nổi á. Cái chòi của mình cha có lập lá ở dưới. Mau. Cái là trống mà. Ừ. Chắc tới đây. Làm lại ha. Cha làm lại. Làm lại. Mình sẽ có chỗ quay mới đẹp hơn. Cái bột nêm rồi để đây sẵn. Mất tiêu. Cứ cha làm cửa đi. Cục gom của mình để đây nè, để dành mình nướng cá ăn, bị ăn trộm. Con trộm ấy, anh có xin trả chưa? Chắc mấy anh xài cái mình. Nó ăn trộm với nó chơi á. Nó chơi. Ở xóm mình vòng mà. Vòng vòng đây xin qua xin lại khi mình không có đi xin luôn. Các bạn nghĩ có ai ăn trộm mà từ đây ginh lên tới cái đầu trả ngồi đây nhìn thấy cục cơm không? Nhưng mà cái cuộn gơ mình mở ra rồi ginh tới đâu rớt tới đó. Đi với làm dấu lại. Nướng cá ăn á. Nướng cá cũng lại chứ. Chiều làm sống nhỏ rồi á. Mà chiều ở quê hết thiệt các bạn ơi. Ở dư mình ở sớm mà các bạn, chó mình đi phá nhà người ta hoài à. Có khi mình cũng muốn chó qua có lợi để bảo tồn chó. Nó phá lắm các bạn ơi. Sáng mà sửa bà cụng nó đi phá dữ lắm luôn. Sáng bà cụng nó đi phá mà nó chui lộn qua nhà sớm. Xanh mặt mày. Đây chị. Đi về lộn nhà. Trời ơi, bò sữa cứu vớt dữ lắm nha. Bò sữa. Sợ luôn á, sợ á. Sợ thằng em bị vô nồi. Bữa nay chơi cái bình nước 5 lít luôn hả? Thì không đủ uống nữa. Em có đem theo nước nữa kìa. Bình thường đem có 1 lít nước mà bữa nay tới 3 người quất cái thùng chà bá luôn. Đang ngon chút quá. Cay á, đảo quá. Nước chấm này nè. Cay chị ơi. Cay tôm ốc nữa anh ơi. Nhưng mà ăn gì ở đây nó no rồi các bạn ơi. Mình thì không thích lắm. Anh chị mình nãy giờ ăn quá trời luôn. Ăn được. Chị hiểu nha. Chị ít ăn luôn các bạn. Chị kén ăn lắm cho. Nhưng mà gặp món này chưa phái nè. Cái ăn đói nè. Kiểu như ở đây ăn thấy nó ngon liền luôn. Nó mát mẻ. Mà ngộ lắm. Cái vị lên cuộn ăn là mát mẻ. Thích thú á. Nhớ cái lượt mà mình có lớp hồ tiêu với mình nấu ấy không? Nấu canh rồi. Rồi bữa nào nấu cơm. Cha chồng mà bầu của đẳng quá trời luôn. Được sinh tồn mà nãy bữa. Có đầy đủ hết trơn. Cái đầu á. Sinh tồn mà xuống mưa bắt cá bắt ốc các bạn. Tại mấy cái lều mình mới mua á. Tại ơi lên đây có mua mà xong hai. Mà xong. Bữa nào là biết câu cá. Xong rồi em lên nấu cơm á.
Được á. Là biết con cá rồi, em biết là thấy mấy cái tre cho nè, cặm 4 góc hoặc là 6 cây, cặm hai bên 3 cây xong rồi mua cái tấm bạc mà cách nhiệt á. Là mới liều hả? Liều mà cái cột ở trên thôi. Hướng đầu nắng thì mình cột hướng đó, còn wow, hướng kia để lại. Được ta. Ngồi câu cá, câu bằng mấy cái cần tre mà nhỏ 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 nhỏ. Thì ra lý tưởng à. Được ạ. Được. Ok các bạn ơi. Còn xong thì lấy tấm bạc lên trùm lên mấy cây mướp, lấy mấy cây bắp của cha kìa. Ôi ơi, ơi bắp của trái. Bắp già cái mình chặt ngang cái đầu cái mình để đó mình trùm lên. Ý tưởng hay. Cay quá à. Không ngon mà cay quá. Ủa cái nó đây. Ớt gì đâu mà hộp thấy sợ. Ớt ở trong đó nữa. Cưng đâm cưng có vớt hộp quá hả? Chị gần đầu đâm chị cũng vớt hộp quá. Để vậy để cho nó cay quéo quèo quèo. Ăn trúng cái hộp quá nó mới bị cay á. Cay quá các bạn ơi. Hôm nay á thì sáng sớm mình đã chuẩn bị ăn ra được cái tế ra ruộng này á. Anh chị mình bẻ xong cũng tới 10 giờ mới ăn được bữa sáng đó các bạn. Nói chung là hôm nay ra ruộng ăn được cái món này cũng quá là ngon. Tại không hợp khẩu vị mình cho lắm thôi à. Anh chị mình ăn ngon là được nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mấy anh em mình. Bây giờ mấy anh em mình sẽ tiếp tục đi thu hoạch ổi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu yêu quý nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh nha. Và bây giờ bye bye, bye, bye.